Xin chào anh em. Tiếp tục đồng hành với cửa hàng xe máy Phương Nam ngày hôm nay thì mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Honda. Đó, dòng là này là một trong những cái dòng xe mà gọi là tiết kiệm nhiên liệu mà thông dụng mà là giá rất hợp lý. Đó, đối với công nhân nhá. Wayanfa. Đó. Xe của 2019 chủ đi khá là giữ lên, xe đang còn rất là liền lạc sạch sẽ anh em nhá. Đó. Đi sơ ra ngoài xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết. Con này thì đăng ký về biển số Đồng Tháp mình đây rồi. Đó, 66 anh em nhá. 55610. Đó, biển cũng khá là dễ nhớ. Dàn áo liền lạc sạch sẽ không bể vỡ nhá. Nói chung thì xe qua sử dụng lại rồi thì chắc chắn những cái vấn đề mà có đi theo 5 tháng thời gian ở trên xe thì không thể nào mà tránh khỏi được anh em ạ. Đó. Ví dụ như không may con vết chầy nhẹ nhẹ này anh em. Đó, nhưng mà nó không ăn thua. Quan trọng hơn hết là anh em sở hữu một cái con xe mà ví dụ như rẻ hơn mua xe mới rất là nhiều. Cái dòng này anh em mua xe qua sử dụng lại rồi, sau này ví dụ như anh em mình không có xài nữa, lên đời anh em bán lại thì nó vẫn có giá nhá, không bao giờ mất giá với cái dòng xe Wayanfa này. Chi tiết này, vành bánh ốc tán này, liền liếc sạch sẽ, liền lạc bóng nhoáng nhá. Máy móc tất cả mọi thứ mình đang bao êm và bao zin luôn nhá, 100% là zin nguyên bản luôn. Máy móc đó, lốp liếc nó khá là mới này nhá, nó còn cực kỳ đẹp đó nhá. Dàn chân bên đây cũng vậy luôn này anh em này. Đó, đang còn rất là đẹp đấy nhá. Đó, dàn chân chưa có dặm tuốt gì đâu nha anh em. Hộp xích zin theo xe luôn. Máy móc thì khỏi cần phải nói rồi anh em. Tắt máy này. Máy cực kỳ êm nha anh em. Mọi chức năng thì hoạt động không thiếu thứ gì hết. Nó còi đèn đề cho đến xi nha. Đó, pha cốt. Anh em nào mà có thiện chí với cái mẫu xe như này ấy, thì anh em bỏ ra tầm khoảng cỡ hơn 10 triệu thôi anh em sở hữu nó rồi. Đó, nếu mà anh em nào mà điều kiện kinh tế chưa đủ thì mình sẽ hỗ trợ anh em trả góp với mức lãi suất là không cần đối trước đồng nào, là anh em có thể mang xe về anh em nhá. Cửa hàng mình cũng có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành phố anh em nhá. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã coi clip của mình. Đó, xin chào, hẹn gặp lại.